béo phì mỡ máu cao làm sao giảm được. Rồi loạn lipid máu, tôi dùng lipid clean, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm cholesterol máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Dùng cho người rối loạn lipid máu, người béo phì xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim đột quỵ. Rối loạn lipid máu tăng cholesterol toàn phần, đã có lipid clean. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.